Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ so sánh cái camera điện thoại của ba chiếc Nokia Lumia 1020, Zuni E7 và iPhone 5S. Đây là ba chiếc điện thoại đại diện cho ba hệ điều hành khác nhau trong môi trường chụp ảnh hoàn cảnh ánh sáng yếu. Ba chiếc điện thoại sẽ được gắn lên cái chân máy và chụp cùng đồng thời và hoàn toàn là tự động. Đây là ảnh của Lumia 1020. Chúng ta sẽ lấy nét vào cái lùm cây và chúng ta thấy là Lumia 1020 vẫn còn chi tiết tốt. Cái tòa nhà xa hậu cảnh cũng còn chi tiết tốt. Và cái vùng tối ở giữa ảnh thì Lumia 1020 khử ảnh tốt. Cái ảnh của iPhone 5S thì chi tiết ảnh có suy giảm và gần như là mất nét. Cái tòa nhà thì độ nét đã suy giảm khá là nhiều. Và cái vùng tối ở giữa ảnh ở xa vùng trời thì bị nhiễu hạt, bị noise nhiều. Bức ảnh của Zuni E7 thì cái vùng mà lấy nét thì vẫn còn chi tiết nhưng mà không có được tốt lắm. Cái vùng của cái tòa nhà phía xa thì vẫn còn chi tiết của những cái chi tiết nhỏ trong ảnh. Cái vùng tối ở giữa ảnh thì E7 đã khử nhiễu khá là tốt. Đây là một cái hoàn cảnh ánh sáng khác, cũng trong hoàn cảnh ánh sáng yếu. Ảnh của Lumia 1020 thì chi tiết rất là tốt ở cái tòa nhà mà chúng tôi lấy nét vào đó. Và phía trên cái tòa nhà là cái dòng chữ Luxshop thì vẫn còn thấy rõ. Và ở cái vùng ánh sáng nhiều thì Lumia vẫn còn chi tiết và hơi bị nhiễu sáng một chút xíu. iPhone 5S thì ngay cái vùng lấy nét thì vẫn còn chi tiết. Nhưng mà hơi bị mờ. Cái vùng ở phía trên, vùng tối, vùng trời có cái chữ này vẫn còn nhìn thấy được. Vùng ánh sáng nhiều thì ảnh của 5S hơi bị nhiễu hạt. Đây là bức ảnh của Zuni E7. Cái tòa nhà thì hơi tối nhưng mà vẫn thấy rõ từng chi tiết ảnh. Nhưng riêng ở vùng tối phía trên tòa nhà thì là gần như là không thấy được nếu mà không phóng to ra. Vùng ánh sáng thì E7 khử nhiễu rất là tốt nhưng mà giảm cái phần ánh sáng chung của cả khung ảnh.